Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái cách tập luyện scale âm dài, nó sáng tạo thêm một tí. Và đây cũng là một cái bài luyện ngón tay của các bạn lanh lẹ cả tay trái và tay phải. Anthony Bikin rất là tốt. Khi tập cái bài này các bạn thấy là từ một cái bài luyện scale đơn giản, chúng ta chỉ thay đổi một tí xíu thôi, thì các bạn thấy cái cầu nó thay đổi hoàn toàn và nó giúp cho ngón tay, cho các ngón tay trái của chúng ta nó trở nên khó khăn hơn tí, và luyện cho nó vượt qua được cái khó khăn đó thì chắc chắn các bạn sẽ solo tốt hơn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gặp hai cái mẫu ở trong cái cầu chính này. Thì mình bài này mình chia làm 3 phần, mẫu số 1, mẫu số 2 và cái thứ ba là cách gộp lại của hai cái mẫu đó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cách tập scale thông thường như sau. Các bạn nếu đánh từ trên xuống 3 nốt trên 1 giây thì các bạn sẽ đánh như thế này. Tay phải các bạn hoàn toàn anthony picking hết nhé, phím xuống phím lên hết nha. Chúng ta sẽ đánh thử như sau. Rồi khi đánh ngược lại, ví dụ vậy ha. Thì cái cách tập đó các bạn tập đi tập lại các bạn cũng sẽ khá là chém. Thì mình sẽ thay đổi một tí, nó như sau. Từ trên đánh xuống thì đáng lẽ các bạn đánh 1 2 3 nốt trên cùng một giây, thì cách của mình như sau: 1 2 các bạn đánh trên dây trên, và cái ngón thứ ba đó các bạn đánh cái dây tiếp theo. Ví dụ các bạn đánh bình thường như thế này, 3 nốt nằm trên cái dây mì thấp, thì bây giờ cái ngón út các bạn sẽ xuống cái dây, cái dây phía dưới dây số 5, thì nó thành như vậy. Làm ta đánh trên hai dây khác nhau ha. Bắt đầu chúng ta xuống dây dưới thì chúng ta cũng đánh tương tự vậy, các bạn thấy không? Tiếp theo. Vậy thì chúng ta khi thay cái nốt cuối đó thì các bạn thấy là cái quãng nó sẽ cao hơn ha. Thay vì bình thường thì bây giờ vậy, còn lúc nãy thì các bạn đánh trên một dây, bây giờ chúng ta thêm một dây nữa ha. Thì nguyên cái phần bài đánh từ trên xuống phần một như sau. Các bạn xem tab hiện trên màn hình nhé. Rồi phần thứ hai, khi mà chúng ta đánh ngược lên một tí thì từ dưới đáng lẽ các bạn đánh như thế này, đúng không? Thì bạn sẽ đánh đó, thì các bạn đánh là dây số 1 3 nốt, thì các bạn đánh lại cái nốt thứ ba đó nằm ở cái dây trên đó ha. Mình sẽ đánh chậm, các bạn xem tập. Vậy thì chúng ta sẽ đánh thử từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên các bạn. Đó là cái bài tập số 1, số 2. Các bạn hãy đánh thật kỹ cái này để cho tay của chúng ta quen. Và bài tập thứ 3 chính là kết hợp của hai cái phần này. Thì đáng vì các bạn đánh như này, thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai cách. Đầu tiên các bạn đánh dây xuống, tiếp theo tức là cái cách thứ hai các bạn đánh dây số 5 rồi thì cái nốt thứ ba các bạn quay lại cái dây số dây số 6. Còn cách đầu á, chúng ta là dây 6 xong xuống dây 5 ha, các bạn xem tab. Tiếp theo các bạn thấy không, tiếp theo chúng ta cứ như vậy chúng ta đi xuống thôi. Ok, rồi các bạn sẽ tập theo nha.
ta từ từ khi đánh quen, bạn nâng tốc độ lên nha. Sau khi tập cái bài này rồi, chúng ta sẽ thử nâng lên ở những cái thế tài khác nhau để xem là nó có khác nhau hay không. Ví dụ này chúng ta ba nốt như thế này, thì bây giờ chúng ta nâng lên tí nữa bắt đầu đây. À thì lúc này hai cái ngón tay nó như thế này rồi, mình đánh thử cái mẫu cao ở trên này xem nó có thể thay đổi gì không nha. À nó khác nha các bạn. Vì thế tay ngay chỗ này các bạn có thể di chuyển như thế này, đang đã dùng cái ngón út và ngón áp út thì chúng ta đưa dần như thế này để cho các ngăn trên nó dễ hơn và các ngăn mà ba nó cách xa thì các bạn để như thế này dễ hơn. À, mình đánh thử nha. Các bạn cứ thử dần lên trên cái nốt ở trên thì các bạn có thể áp dụng ra được. Thì hy vọng bài học này giúp ích cho các bạn ha. Và hãy ủng hộ mình cho những clip tiếp theo, đặc biệt nếu các bạn nào thích cây đàn này bằng gỗ khoa của Seven Guitar Shop cung cấp cho các bạn ha, với logo cần rất là tuyệt vời và đã có một cái bài review trước đây, các bạn có thể xem cái link ở tại đây. Thì hãy ủng hộ Seven Guitar Shop nhé. Cam kết các bạn đàn guitar rất chất lượng nhưng giá là từ xuất xưởng ra, rất là cẩn trọng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.